Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự một đối tượng chỉ trong vòng 12 ngày đã gây ra 4 vụ móc cốp xe máy ở các trường dạy lái xe ô tô, lấy cắp tài sản gần 100 triệu đồng. Đó là Phạm Quốc Dũng, 22 tuổi, trú tại xã Even, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Theo kết quả điều tra, Dũng đang theo học giấy phép lái xe ô tô tại trường trung cấp nghề Việt Mỹ ở phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột. Quá trình theo học, Dũng phát hiện nhiều người đến học quên khóa cốp xe máy nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài. Với thủ đoạn đó, từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 9, Dũng đã trà trộn vào 3 trường dạy lái xe ô tô trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, gây ra 4 vụ móc cốp xe máy, lấy cắp 51 triệu đồng tiền mặt, 6 chiếc điện thoại di động và một chiếc iPad với tổng giá trị tài sản trộm cắp được là gần 100 triệu đồng. Đến ngày 19 tháng 9, sau khi gây ra vụ móc cốp xe máy tại trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên ở phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, lấy cắp 8 triệu đồng thì Dũng bị công an phường Tân An điều tra bắt giữ. Ngay sau đó, công an phường Tân An đã bàn giao Dũng cùng tang vật cho đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột điều tra theo thẩm quyền.